mình làm cái công tác là bảo vệ an ninh ở đây. Có một số hình vấn này rất chi là hay trên ngang đường. Có nghĩa là đến sau nhưng mà muốn lấy trước. Mỗi lần mà anh Cường anh ấy phát tiền lớn, số tiền chẳng hạn như là 50, 100, 200 thì có những người là người ta không muốn chấp hàng và người ta muốn tỏ vẻ là người ta là một cái người đại ca của xã hội. Người ta ra đấy là người ta hấp người này chèn người kia. Thêm một cái nhận là một số cái trường hợp bất hảo nữa là ra để mà là lợi dụng cái sự đông đảo đảo là móc túi của bà con. Chứ là anh em ở đây là cũng là anh em của xã hội ngày trước. Chúng tôi cũng là những người như thế nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng đóng góp cho bà con muốn tìm lại cái niềm vui của cái sự liên thiện thì chúng tôi đã ra đây là để mà phụ tranh cường tại bà con ở đây đã khổ rồi thì là sẽ có những người nữa là không bị khổ thêm cái cảnh là gì được phục cơ mà mất đi một số tiền lớn. Cái phong bì trị giá 5 triệu mới rút từ ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại Bình Thạnh đây. Bây giờ mình sẽ ghé qua bên nhà anh Cường Ba Cu ở cái đường Lê Trân Long để trao cho ảnh cái món quà từ chị có biệt danh là Nhỏ ơi nhớ nhỏ, được gửi từ Mỹ của ta về để hành trình thiện nguyện của anh Cường Ba Cu được tốt hơn cùng với lại kênh ẩm thực Quỷ Lịch. Thì ngoài cái phong bì này thì kênh ẩm thực Quỷ Lịch cũng tặng cho anh Cường một cái món quà bổ dưỡng sức khỏe, đó là trà thảo mộc từ Hà Thủ Ô với lại là đậu đen, món quà của kênh ẩm thực Quỷ Lịch cùng với cái phong bì của chị có biệt danh là Nhỏ ơi nhớ nhỏ để trao cho anh Cường Ba Cu ha. Và mình đã tới cầu Bằng Tiên ngay quán cơm của anh Cường Ba Cu ở đây, mình sẽ vô mình trao cho anh Cường ha. Khi mình tới thì mấy cô đang chuẩn bị rau với lại canh cho trong những cái bì để ra phát cho những bệnh nhân trong cái tuần mới sau Tết tại bệnh viện Ung Bướu. Và đây là chị Giao vợ anh Cường Ba Cu đây, và anh Cường Ba Cu thì hôm nay sẽ có cái món quà mà kênh ẩm thực và du lịch sẽ trao cho anh Cường cùng cái phong bì là 5 triệu chị Nhỏ ơi ở Mỹ gửi về để hỗ trợ cho cái hành trình thiện nguyện anh Cường ha. Đây anh Cường mới ra trong nhà mới ra đây. Anh Cường, đây là cái phong bì 5 triệu của chị ở Mỹ nhờ kênh ẩm thực và du lịch trao cho anh để cùng cái hành trình thiện nguyện của anh tại bệnh viện Ung Bướu. Thì chị đó có biệt danh là Nhỏ ơi nhớ nhỏ thôi, chị không có tiết lộ danh tính. Và đây là cái bì trà thảo mộc tốt cái sức khỏe em biếu anh để anh trị cái bệnh khàn tiếng với lại đau cổ họng để anh có sức khỏe làm thiện nguyện tốt hơn cho bà con nghèo. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Mỗi người đóng góp tay để có cái khả năng thực hiện chương trình. Dạ. Kéo dài. Dạ. Rồi. Rồi. Cái mộc thanh trà, đậu đen xanh lòng, rang mộc, tỏi ngọt và có Hà Thủ Ô nữa. Đây giống như là một cái loại trà túi lọc để pha ở mấy quán cà phê hoặc các nhà hàng đấy các bạn. Cái bì này là 1 cân. Thì của người quen của mình sản xuất trên cái mấy cái vùng nguyên liệu sạch của cao nguyên Lâm Đồng và Đắk Lắk. Mình biếu anh Cường để anh uống tốt cho sức khỏe và trị những cái căn bệnh về cổ. Anh Cường đang bê những cái thùng sữa để chuẩn bị tí nữa đi phát cho bà con. Đây là những cái thùng sữa cô gái Hà Lan mà anh Cường và bạn bè của ảnh, cái nhóm thiện nguyện đóng góp để mà thêm cái chất dinh dưỡng cho bà con đây. Vừa là sữa cô gái Hà Lan, mà bên này thì mấy cô đang chuẩn bị những cái bì canh, những bì rau để tí nữa đi phát đây các bạn. Ngày hôm nay cũng có anh chị hot girl tới phụ anh Cường và cô luôn này các bạn ạ. Mới tới đang phụ mấy cô cột canh đây. Hôm nay thì ẩm thực Quỷ Lịch lại có mặt tại bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Gia Đình, cái nơi mà anh Cường, Ba Cu cùng bạn bè của ảnh đã làm thiện nguyện bữa cơm có thịt suốt 5 năm nay. Và hôm nay ẩm thực Quỷ Lịch đồng hành cùng anh Cường trao cái món quà của chị có nickname là Nhỏ ơi nhớ nhỏ. 5 triệu đồng thì gửi từ Mỹ về để đồng hành cùng cái chương trình thiện nguyện cùng anh Cường Ba Cu tại bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Gia Đình của Sài Gòn. Đây là bệnh viện Ung Bướu đây các bạn, nằm trên đường Lê Văn Định. Thì mặc dù anh Cường và bạn bè mới ra thôi nhưng mà cái hàng người xếp hàng các bạn có thể thấy là rất là đông rồi, gần tới cổng rồi.
hàng xếp rất là dài. Và anh Cường thì sắp ra thôi, nhưng mà chưa ra tới, nhưng mà bạn bè anh đã tới hai người trước rồi. Những người ở đây cũng đông như mọi ngày. Anh Cường thì chưa có ra tới nơi, nhưng mà bạn bè của anh một số đã tới rồi. Và Hot Girl hôm nay tham gia thiện nguyện cùng anh Cường đã ra trước, đem một số vật dụng ra trước rồi. Và bạn bè của anh Cường cũng đang làm công tác gọi là xếp hàng cho mọi người, cho trật tự, thẳng hàng hai lối, hàng người cũng rất là dài rồi. Các bạn có thể thấy đó. Và bên đây là cái lượng bệnh nhân và một số người nhà của bệnh nhân được ưu tiên để phát trước này. Rất là đông rồi. Đông ra phía tới phía sau luôn. Và hôm nay có sữa và có thể là có tiền của anh Cường Ba Cô và bạn bè của anh nữa. Cho con hỏi là ông đứng đây xếp hàng lâu chưa ạ? Đứng lâu lâu rồi. Khoảng bao lâu rồi ông? Khoảng nửa tiếng à. Khoảng nửa tiếng rồi. À, bữa nay ông đứng đây là anh biết, ông biết đó, ông Cường Ba Cô lâu chưa ạ? Biết lâu rồi. Dạ. Mình cũng hay ra đây đứng xếp hàng vậy không ông? Ông còn cơm từ thiện. Sáu à, đi thứ hai lên sáu. Dạ rồi, cảm ơn ông rất là nhiều. Dù anh Cường và chị Giao chưa ra, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái hàng xếp hàng của bà con nghèo và các bệnh nhân ở đây cũng rất là đông rồi. Để ra tới cổng như mấy lần trước mình ghé đồng hành cùng anh Cường. Và cái hàng người này vẫn tiếp tục đông dần thêm. Và bà con ở đây cũng đứng đợi anh Cường và bạn bè của anh Cường Ba Cô đã từ sớm, trước khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ tới bây giờ. Và bạn bè của anh Cường đang làm công tác quét dọn chỗ này cho sạch sẽ, rồi tí rồi phát cho gọn và trật tự. Bà ơi, cho con hỏi là bà xếp hàng ở đây lâu chưa bà? Là 1 giờ đến giờ hả? Bà là biết tới anh Cường Ba Cô lâu chưa ạ? Biết tới cái bữa cơm có thịt ở đây là lâu chưa ạ? Bà biết là lâu. Dạ, rồi cũng cảm ơn bà. Bệnh nhân bên trong bệnh viện ung bướu ra đây các bạn ạ. Đây là cái tốp người được ưu tiên để phát suất cơm có thịt đầu tiên buổi chiều của anh Cường và những bạn bè của anh. Em chào anh. Cho em hỏi là anh đứng xếp hàng đây lâu chưa ạ? Hầu 2 rưỡi. Từ 2 rưỡi tới giờ ạ. Thì mình biết tới bữa cơm có thịt của anh Cường Ba Cô lâu chưa ạ? Mới này. Dạ, mình mới nhập về gần đây ạ. Dạ. Rồi, còn anh thì anh biết tới anh Cường Ba Cô với bữa cơm có thịt lâu chưa ạ? Mới đây. Cũng mới đây. Là mình ở tỉnh nào mình nhập viện vô đây ạ? Em ở Tiền Giang. Còn anh ở đâu ạ? Ở Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk mình ở huyện nào anh? Ở huyện Đắk Lắk. Dạ. Em cảm ơn hai anh nhiều ạ. À. Chúc hai anh tí nữa sớm nhận cái quà từ anh Cường và mọi người ạ. À. Cảm ơn. Bà con ở đây rất là đông rồi các bạn ạ. Nhưng mà xếp hàng ở đây cũng rất là trật tự. Ở bệnh viện ung bướu và bệnh viện gia đình trời rất là nắng nha các bạn. Và đây là cái điểm mà làm thiện nguyện là 5 năm rồi của anh Cường Ba Cô và bạn bè của anh. Và cái đám đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xếp hàng từ rất là lâu rồi, chờ đợi anh Cường ra để mong có bữa cơm có thịt chất lượng, là cái món quà từ thứ hai tới thứ sáu mà anh Cường và cùng bạn bè của anh làm thì nơi đây đã 5 năm rồi. Đây là cô gái hồi nãy mà làm múc canh với lại múc rau ở nhà anh Cường nè, ra trước để dọn dẹp lại các bạn. Số các bạn trẻ tới đây để phụ anh Cường để phát bữa cơm có thịt cho bà con nè. Và cái hàng người dài hãy chờ đợi anh Cường từ rất là lâu rồi. Một số bà con đã mỏi chân mà phải ngồi xuống. Và bên đây là một số bệnh nhân trong bệnh viện ung bướu từ tất cả các tỉnh ở phía Nam cũng như phía Bắc. Và người nhà được ưu tiên xếp hàng ở đây để mà lĩnh đầu tiên. Hết cái tốp này rồi mới qua cái hàng xếp bên này. Và bạn bè anh Cường, em anh Cường đã có mặt ở đây từ sớm để mà ổn định cái xếp hàng cho bà con ngay ngắn. Cái xe Daewoo Matic của anh Cường Ba Cô đã ra đây các bạn. Anh đang xin nhà anh vô xét là để cho các bạn bỏ đồ xuống và bắt đầu cái bữa cơm có thịt ngày hôm nay. Thấy bà con thấy anh Cường ra rất là mừng. Đám đông rất là phấn khởi. Hỏi là khi thấy anh Cường ra thì ông có mừng không ạ? Mừng.
Dạ. Thì anh khi thấy anh Cường chạy đưa xe ra thì anh có mừng không ạ? Từ thiện là tốt cho người bệnh. Dạ, rồi cảm ơn bác và cảm ơn anh ạ. Ở đây mọi người đang phụ anh Cường để lấy những cái thùng sữa, những cái thực phẩm ngày hôm nay xuống để phát cho bà con. Hôm nay một số bạn tới sớm ra phụ anh Cường nên là lực lượng hôm nay cũng đủ người để mà đồng hành cùng anh Cường. Đây là người em của anh Cường hay xuất hiện trong các video của chúng ta đây. Đây là một bạn trẻ đưa tới rất sớm để phụ anh Cường. Và anh Cường đây vẫn trang phục quen thuộc, một cái nón lưỡi trai đôi kiến với lại cái áo ba lỗ cùng cái quần kaki. Bạn có thể thấy là bà con khi mà thấy anh Cường và bạn bè anh Cường ra thì rất là vui, rất là mừng. Vì mọi người chờ dưới cái nóng này từ rất là lâu rồi. Có người đã chờ từ 1 giờ, 2 giờ tới bây giờ. Bây giờ là 3 giờ rồi các bạn. Đây các bạn có thể thấy bữa cơm hôm nay rất là chất lượng. Rất là nhiều món, từ gà lagu nè. Với lại gà nấu với lại khoai tây với lại cà rốt. Đùi gà kho tiêu. Ốc. Rau muống xào luộc. Thịt kho, đậu hũ, măng kho xịt và cả cá nữa. Và phía đây là các bạn đang tất bật thì đổ những cái nước thịt, những cái nước kho ra. Và bên kia là mọi người đang gói những cái bì canh vào trong để có thể phát cho bà con. Cơm có thịt thì hôm nay anh Cường, ba cô cùng các nhà hảo tâm có thêm cái sữa để tăng dinh dưỡng cho bà con nữa. Đây là những cái thùng sữa của gái Hà Lan mà nãy ở trong nhà anh Cường chúng ta được thấy anh Cường bê ra đó. Rồi bên đây là các bạn trẻ với nhiệt huyết, với tấm chân tình của mình đang tích cực phụ anh Cường để hoàn tất cái công tác chuẩn bị cho cái bữa cơm có thịt ngày hôm nay. Thì bà con chờ từ rất là lâu rồi, rất là đông. Cái hàng người xếp hàng rất là trật tự cùng với sự hướng dẫn của anh Cường đây. Anh Cường đây các bạn. Và phía sau anh Cường là em của anh Cường. Đây là các cô và các bạn. Bên đây là cái tốp này sẽ được ưu tiên. Trước tiên là cô sẽ phát sữa và qua đây bà con sẽ được chọn cái món của mình. Bên đây có anh Cường đứng hướng dẫn cho bà con. Và bên đây là sẽ nhận cái bì canh này, hoặc là sẽ hôm nay sẽ có phát thêm tiền. Người em của anh Cường đang cầm cái sắp tiền 20 ngàn trên tay để mà phát cho bà con nữa. Hôm nay anh Cường cũng phát tiền mặt và cả sữa cho bà con để tăng thêm cái phần dinh dưỡng cho bà con. Đây là hot girl hôm nay tham gia thuyền cùng anh Cường, bà cô đây đang múc cơm cho mọi người. Và hôm nay có một điều là quên vá với cơm nên bạn phải mang bao tay ni lông để mà xúc cơm cho mọi người. Cơm rất là nóng nha các bạn vì mới được nấu xong hai người, nhưng mà hôm nay đem có một cái giá bới cơm mà xúc cơm này cũng không làm nản lòng, bạn đeo luôn bao tay. Bên đây thì mấy chị đang tất bật thêm rau và đồ ăn bỏ trong cái từng cái hộp cho bà con. Cái tốp bệnh nhân được ưu tiên cũng đã vơi tí xíu rồi. Đây người em của anh Cường đang đứng cuối cái dãy để mà phát tiền cho mọi người. Mỗi bệnh nhân sẽ là 20 ngàn. Một hộp cơm có thịt và cả một hộp sữa nha các bạn. Anh Cường đang hướng dẫn mọi người phải xếp hàng trật tự để mỗi người đều có cái suất ăn của mình. Anh Cường dự tính là hôm nay bao nhiêu suất cơm anh Cường hả? Trên 500. Và số tiền mình phát hôm nay là bao nhiêu ạ? Chú ơi, các bạn nghĩ con mời. Dạ, mình chia từng ngày mình làm từ 2 đến 6 hả anh ha? Dạ.
thể thấy bà con tập trung rất là đông chứ không phải là ít. Mà để mà làm cho cái đám đông này trật tự và xếp hàng ngay ngắn như thế này cũng phải là dễ, nhưng mà điều đó đã được anh Cương, bà Cu và những người em của anh cùng những người đồng hành đã làm rất là tốt ở khu vực bệnh viện ung bướu, bệnh viện gia đình như thế này. Vẫn đứng quanh cái khu vực quát bữa ăn bữa cơm có thịt để hướng dẫn mọi người và vẫn quan tâm để cho cái bữa cơm có thịt không vừa bị quấy rối và cả gọn gàng hơn. Bên phía ngoài đường Lê Chân Long, phường 14 quận Bình Thạnh thì xe cộ vẫn tấp nập, trời vẫn rất là nắng. Nhưng mà ngay cái khu vực bệnh viện ung bướu và bệnh viện gia đình này thì anh Cương, bà Cu và những bạn bè của anh vẫn miệt mài làm công tác thiện nguyện từ thứ hai đến thứ năm để cho bà con và những người thân của bà con bệnh nhân tại khu vực ung bướu, bệnh viện ung bướu này có được những cái niềm vui, những cái nụ cười. Các bạn thấy là cái hàng xếp hàng rất là dài, rất là đông. Và để có được sự điều này thì nhờ tiếng tâm và uy tín và cái bản lĩnh của anh Cường, bà Cu ở đây thì cũng nhờ các bác, các anh bên đội xe ôm tự quản của khu vực bệnh viện ung bướu đó, phải xếp hàng những cái xe như thế này để đậu xe để cho cái hàng xếp hàng trật tự hơn và ngay ngắn hơn. Đây là những bác tài trong đội xưa xe ôm tự quản của bệnh viện ung bướu đây. Nó khuôn mặt cháy nắng, cũng rất là thân thiện. Nói chung là mỗi ngày chỉ khoảng 3-4 triệu thôi, nhưng mà bà con thì ai tới trước sẽ xếp hàng ngăn nắp thì sẽ có trước kia các bạn. Chứ còn cái lượng này người này quá đông, cũng cần sự chung tay, sự đồng hành của mọi người từ khắp tất cả các ngoại miền, những cái tấm lòng của các mạnh thường quân, những cái trái tim thiện nguyện sẽ cùng chung tay với anh Cường và cô để giúp cái thế giới này, cuộc sống này một ngày một tốt đẹp hơn. Tôi nãy tôi đợi hồi 1 giờ tới nhận đó. Phút trôi qua thì cái lượng cái tốt bệnh nhân đầu tiên ưu tiên đã hết rồi. Bây giờ là đến cái hàng xếp hàng thật là dài tới cổng bệnh viện ung bướu luôn. Và mọi người cũng đang cật lực để bỏ đồ ăn, múc cơm và cả phát sữa và canh cho mọi người. Còn rất là đông. Anh Cường, hôm nay hình như là đông hơn ngày thường hả anh Cường? Dạ. Bệnh nhân mà yếu quá hoặc là những người già như thế này sẽ được ưu tiên dù tới trễ. Chắc là bà hoặc là người thân biết trễ nên là ra trễ các bạn ạ. Và mọi người cũng đang chuẩn bị một cái hộp cơm cho cụ và không phải đứng xếp hàng. Anh Cường, hôm nay mấy bạn ra phụ cũng đông hả anh Cường ha? Đâu có ai đâu. Mấy bạn chắc không có ai phụ luôn, mọi người cùng nhau thôi. Dạ. Cảm ơn tâm đức của Dương, đơn mạnh. Dạ rồi, em cảm ơn anh Cường nhiều ạ. Thank you.
một bệnh nhân ung thư của bệnh viện ung bướu. Tóc là rụng hết rồi, bác cũng lớn tuổi rồi, vừa mới nhận cái suất của mình ra. Bác ơi, cháu hỏi là khi mà nhận được cái phần quà này của anh Cường bà cu á, thì bác có vui không ạ? Rất là vui, rất là cảm ơn. Dạ, bác biết đến Cường bà cu lâu chưa ạ? Dạ, bạn mới thôi, bạn mới ở trong đây 4 tháng mà bạn có việc sơ ra. Là như vậy cho bạn cũng là ngoài trú á. Dạ. Là bạn cũng tranh lắm. Là bác là bệnh nhân ngoài trú là từ tỉnh nào ạ? Đắk Lắk. Dạ. Rồi con cảm ơn bác. Rồi cảm ơn cháu. Một số bà con đã có những cái phần cơm với thịt đi ra đây rồi. Và phía cuối là càng ngày càng đông hơn. Các bạn có thể thấy đó. Bạn của anh Cường đang hướng dẫn mọi người. Có thể thấy là cái lượng người càng ngày càng đông hơn. Và dưới này thì khi mà tới cổng bệnh viện thì nó hết chỗ xe ra vào, thì bà con lại xếp ở chỗ này thành chữ U rồi. Hồi mấy ông dắt xe tôi ra đường luôn quá. 2 tiếng đồng hồ rồi, chút xíu đi. Đây là cái cổng bệnh viện ung bướu. Và cái hàng xếp hàng để lĩnh bữa cơm của thịt của anh Cường bà cu đã dài tới đây rồi nè. Cái hàng tới đây tới cổng xe ra vào mắt này mà bà con lại xếp hàng thành chữ U ở đây rồi. Và cái hàng còn càng ngày càng dài thêm. Rất là nhiều cái bì canh để phát cho bà con. Nếu mà buổi chiều mà từ thứ hai tới thứ năm mà bạn nào rảnh từ 2 giờ rưỡi tới 4 giờ thì có thể ra đây tham gia phát cùng với lại anh Cường bà cu và bạn bè của anh để cái công tác phát cơm có thịt miễn phí cho bà con ở bệnh viện ung bướu và bệnh viện gia đình được tốt hơn nha các bạn. Thì các bạn trẻ ra phụ anh Cường bà cu đây, các bạn có trái tim tấm lòng rất là đáng ngưỡng mộ. Đây là các bạn trẻ tham gia hôm nay cùng anh Cường để phát bữa cơm với thịt cho mọi người ở viện ung bướu và viện gia đình đây. Các bạn còn rất trẻ. Và nếu mà ai mà ở Sài Gòn mà coi video này, nếu từ thứ hai tới thứ năm mà các bạn rảnh từ khoảng 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ chiều thì có thể ra đây tham gia thiền nguyện cùng anh Cường bà cu và bạn bè của anh nữa. Từ thứ hai tới thứ năm nha các bạn, từ 2 rưỡi cho đến 4 giờ chiều.
phát khoảng 5.000 hộp cơm, sữa đến các bệnh nhân và người nhà và cả những người nghèo khó tại cái địa điểm này. Những cái hộp và những cái thùng cơm khổng lồ đã hết và một thùng mới được đem ra. Một số đồ ăn đã vơi đi rồi và mọi người cũng đang rất là tất bật để múc cơm, múc rau và cả những cái thực phẩm thật là ngon mà anh Cường và người nhà nấu cho mọi người. Hôm nay cho dù là cái hàng xếp hàng rất là đông, số lượng bệnh nhân và mọi người xếp hàng rất là lớn, rất là dài, nhưng mà vẫn chưa có sự lộn xộn. Và hôm nay thì ngoài 5 thùng sữa thì khoảng 4 triệu tiền mặt cũng được anh Cường và bạn bè của anh phát cho mọi người. Và khi mọi người đang làm công tác phát bữa cơm có thịt thì anh Cường vẫn đứng quanh đây để giám sát mọi người. Các bạn trẻ thiện nguyện đồng hành cùng anh Cường đây. Sữa đã hết và tiền đã hết rồi ông ơi. Thì sau một khoảng thời gian thì sữa và tiền mặt đã được phát hết và bà con chỉ còn cơm thôi nha các bạn. Bữa cơm rất là chất lượng, có đầy đủ rau và canh nữa. Tuy là không là nhiều nhưng mà bữa cơm này nó cũng góp cho bà con niềm vui một tí để khỏi tốn kém nơi cái bệnh viện ung bướu và gia đình này. Rồi gà lên chưa? Ăn ốc ăn gà ai lấy luôn. Gà ốc ăn gà. Cô luôn các bạn. Các bạn có thể chú ý là cơm đã vơi, đồ ăn cũng đã vơi rất là nhiều rồi, sữa đã hết, tiền thì đã hết 4 triệu rồi, nhưng mà cái lượng xếp hàng cũng còn rất là đông. Thì các bạn có thể thấy là cái lượng người xếp hàng ở đây quá đông, bây giờ mà đã còn dài tới cổng bệnh viện luôn. Người em của anh Cường cũng hay đồng hành anh Cường vài tháng trở lại đây. Anh ở quận nào ạ? Mình là người Hải Phòng. Nhưng mà bây giờ mình ở đây, mình ở bên Bình Thạnh. Dạ, anh ra đây anh phụ anh Cường được bao lâu rồi ạ? Ra đây phụ anh Cường thì cũng tính ra này là cũng 3-4 tháng rồi. Nhưng mà mình làm cái công tác gì để phụ anh Cường ạ? Mình làm cái công tác là bảo vệ an ninh ở đây. Dạ, để cho bà con xếp hàng trật tự hơn đúng không anh? Dạ, đúng rồi ạ. Tại vì ở đây á là có một số hình vấn rất chi là hay trên ngang đường. Có nghĩa là đến sau nhưng mà muốn lấy trước. Và có một số cái thành phần có nghĩa là bất hảo của xã hội. Bất hảo của xã hội là người ta đến đây là người ta cũng chen ngang chen ngược. Mỗi lần mà anh Cường anh ấy phát tiền lớn số tiền chẳng hạn như là 50, 100, 200 thì có những người là người ta không muốn xếp hàng và người ta muốn tỏ vẻ là người ta là một cái người đại ca của xã hội. Người ta ra đây là người ta hấp người này chen người kia. Có thể là anh Cường kiểm soát không hết được đúng không anh? Tại vì anh Cường thì cũng chỉ là có một mình và anh Cường ở trên này thì người ta sẽ xuống dưới kia. Và thêm một cái nhận là một số cái trường hợp bất hảo nữa là ra để mà là lợi dụng cái sự đông đảo đảo là móc túi của bà con. Chứ là anh em ở đây là cũng là anh em của xã hội ngày trước, chúng tôi cũng là những người như thế, nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng đóng góp cho bà con muốn tìm lại cái niềm vui của cái sự lương thiện thì chúng tôi đã ra đây là để vào phụ tranh cường để mà bà con ở đây đã khổ rồi thì là sẽ có những người nữa là không bị khổ thêm cái cảnh là gì được một hộp cơm mà mất đi một số tiền lớn. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cơm đã ngưng rồi các bạn, thì hết cơm, hết đồ ăn thì anh Cường và mọi người đang dọn dẹp cái vị trí nãy giờ đây. Rất tiếc còn một số lớn bà con nữa cũng chưa có cơm, chưa có sữa và cũng không may mắn được cái bữa cơm có thịt ngày hôm nay. Cô tới trễ là không còn cơm với lại không còn phát hả cô? Cô hôm nay sao cô tới trễ vậy? Mới nghe nói là mới ra thôi không cô? Mai cô có ra lại đây không? Cô ra sớm đi ạ. Từ thứ hai tới thứ năm nha cô. Từ cô ra thì khoảng 2 giờ thì xếp hàng được rồi. Tới 3 giờ là anh ra.
và bữa nào thì may mắn thì có thêm sữa với lại tiền nữa các bạn. Dạ. Số người nhà của bệnh nhân trong bệnh viện Ung Bướu và gia đình ra đây nhưng mà đã chậm chân rồi vì cái số lượng phát cơm có thịt và sữa và tiền cũng có số lượng có hạn, nhưng mà bà con ở nơi đây cũng đông quá nên là rất là tiếc. Và bên phía kia là anh Cường và mọi người cũng đang dọn dẹp để về ngày mai sẽ bắt đầu lại ngày mới để phát cơm có thịt cho bà con. Một số bà con về tay không nè. Hôm nay chú ra trễ phải không chú? Ừ, mai chú ra lại nha chú. Rồi. Mai chú ra sớm xếp hàng đi. Dạ. Mọi người đang dọn dẹp, đang cất những cái dụng cụ vào xe để anh Cường về. Và mọi người cũng đang tất bật. Dọn dẹp nơi đây để về nhà sau một cái bữa phát cơm thật là đông đúc. Mọi người xong việc là mọi người về trở lại với lại cuộc sống đời thường của mình. Và anh Cường cũng nổ máy lên xe về. Đã 5 năm rồi, anh Cường và bạn bè của anh đã quen với việc này lắm rồi. Đừng ơi chú ơi. Giúp cho xe anh Cường qua đường dễ dàng hơn vì cái lưu lượng xe ở đây hàng ngày rất là đông.